Hồi 19, một buổi sáng đầy nắng ấm vào thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 1936, tòa án tối cao của bang New York mở phiên tòa xử Charlie Luciano và bè đảng về tội cưỡng ép gái mại dâm, vi phạm luật hình sự của New York. Phiên tòa được mở ở Manhattan, Philip McCook ngồi ghế tránh thẩm. Ông ta là người nổi danh về việc chống lại những vi phạm về trật tự và đạo lý xã hội. Và suốt phiên tòa, ông ta luôn cao có, bực tức nhìn bị can đặc biệt là lúc các cô gái điếm bắt đầu diễu hành qua trước phiên tòa và đọc vanh vách những lời khai chuẩn bị sẵn. Hội đồng bồi thẩm gồm có 12 người chính thức và hai dự bị. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng. Ngồi đối diện với họ là công tố viên Thomas Dewey với bộ ria đen và một lô phụ tá. Trong những lời tuyên bố trước và trong phiên tòa, ông ta nói ông ta là công cụ của xã hội để trừng trị một cách nghiêm khắc một nhóm người phá hoại luân thường đạo lý. Ngồi trước tòa là người bị can và các luật sư của họ Ngoài ra cũng có ba tên đã được nêu trong bản án David Marcus, tức David Miller Peter Ballitzer, tức Peter Harris Và Al Viner Ba người này sẽ được gọi ra làm nhân chứng Dewey đứng lên và đọc lời tuyên bố mở đầu phiên tòa Ông ta nêu tội của các bị can Đặc biệt là Luciano Bởi vì theo ông ta đây là bị can cần phải được tuyên án hơn ai cả Dewey nói rằng cho đến vài năm trước đây, nạn mại dâm trong thành phố không có tổ chức và là do những người độc lập hành nghề. Sau đó Luciano đã dính vào và đã nói với những người hành nghề độc lập ấy rằng anh ta sẽ nắm quyền kiểm soát tất cả và giao cho Betio thay mặt anh ta điều hành cả hệ thống. Dewey tuyên bố, một lời nói của Luciano có sức mạnh như vậy đấy. Chỉ một lời nói thôi là mọi người phải rời bỏ những túc liều riêng của mình, hàng tuần phải nộp tiền và từ bỏ công việc riêng của mình. Thế là DeVito đã tập hợp họ lại thành một hệ thống khổng lồ. Dewey tố cáo rằng cái nghiệp đoàn này kiểm soát hơn 200 nhà chứa ở Manhattan, Bronx, Queens và Brooklyn với một số gái điếm trên 3.000 và thu nhập hàng năm lên tới hơn 12 triệu đô la. Đối với các cô gái điếm, họ đã phải hành nghề giống như những người nô lệ. Phần lớn họ sống ở các khách sạn tồi tàn cùng với những tên ma cô và phải trả lấy tiền phòng với số tiền thu nhập được hàng ngày họ phải làm việc từ 10 đến 14 tiếng, phải phục vụ ngay khi khách đến. Nhưng thu nhập riêng của họ chẳng được bao nhiêu. Theo tố cáo của Dewey thì họ phải nạp nửa số tiền cho các bà chủ chứa và số tiền này theo một tuyến riêng đều đến tay Luciano. Tên Marco được nhận 10%, từ 5 đến 10% phải góp vào quỹ riêng để có tiền nộp bảo lãnh khi các cô bị bắt và để trả các chi phí khác. Hàng tuần mỗi cô phải nạp 5 đô la cho y tế. Đến đây với vẻ mặt khinh bỉ và phẫn nộ. Dewey quay về phía Luciano, anh ta cũng trả lời bằng một nụ cười chế giễu. Ông ta tuyên bố, từ khi Luciano nhúng tay vào, cả nền công nghiệp tội ác này đã được tổ chức rất chặt chẽ và hoạt động chính xác như một nhà máy. Điều đó chứng minh rằng Lucky Luciano là kẻ đứng đầu trong toàn thành phố này. Không một ai thấy Luciano và các bị can ở đây trực tiếp nhận tiền của các cô gái điếm. Tuy vậy, Luciano luôn luôn theo sát những nét lớn của hệ thống. Chúng tôi sẽ chứng minh trước tòa rằng Luciano là một con người mà mỗi lời nói, mỗi ý kiến, một lời tuyên bố, dù chỉ ngắn ngủi, anh hãy làm điều đó, là mọi người phải nghe theo. Tất cả các bị can khác trong vụ án này chỉ là tay chân của đương sự. Thế là Dewey bắt đầu cuộc diễu hành 68 nhân chứng ra trước tòa. Cuộc diễu hành này kéo dài 3 tuần, đa số các nhân chứng, khoảng 40 người, là những người hành nghề bình thường và những mụ chủ chứa với những cái tên như Rose Cohen, Muriel Ryan, Dorothy Anno, Betty Winter, Sally Osborne. Không một ai trong số này biết mặt, thậm chí biết tên của Luciano. Họ chỉ tiếp xúc với những cấp thấp mặc dù họ cũng vạch ra rằng Ralph Lugery chính là người đã đưa họ vào các nhà chứa. Các nhân chứng này cũng đã nêu tên Betty vì họ cũng nhiều lần thấy anh ta luẩn quẩn ở các nơi mới hành nghề. Họ cũng nêu tên Bergman, Pinocchio, Spiller và một số người khác thường hay đến các nhà chứa hoặc để ra lệnh này, lệnh khác, hoặc để bắt các cô gái phải ngủ với họ. Các nhân chứng cũng đã mô tả các nhà chứa và các mũ chủ với những cái tên như Jenny, Gassi, Nigger Root và Jean Bradley. Họ cũng đã kể lại luật sư AB Cap đã bày vẽ họ khai như thế nào trước tòa trong trường hợp bị bắt. Trong mấy ngày đầu, cái tên Luciano không hề được động đến qua các lời khai của các nhân chứng anh ta như một nhân vật không tồn tại tôi có cảm giác như đang ở nơi nào đó chứ không phải ở trước tòa họ chẳng nói gì với tôi và tôi cũng chưa hề biết mặt bất cứ người nào trong số đó tôi quay lại nói với polakov anh thấy chưa tôi đã nói với anh mà họ không có chứng cứ gì về tôi cả nhưng polakov trả lời hãy chờ đã charlie ạ dewey chỉ mới cho diễn màn đầu thôi sẽ có những điều bất ngờ Kolakov đã nói đúng, điều mà Luciano không thấy ngay được là Dewey đã sử dụng những nhân chứng này với điều sâu xa hơn. Các cô gái điếm lần lượt ra trước tòa đều có vẻ tiểu tụy, thiểu não, làm như người ta đã hành hạ các cô tàn tệ. Những kẻ đã làm cho các cô tiểu tụy như vậy không phải là xã hội nước này mà chính là những người mà họ tố cáo là thủ phạm đã đẩy họ vào con đường xa đọa đó và đã dí chặt họ như những tù nhân để làm một thứ nghề nghiệp mà đối với họ không có lối thoát phần lớn các nhân chứng này đều đã nghiện ma túy nhưng họ đã bỏ được nhờ sự chăm sóc và giúp đỡ của điêu huy và bộ tham mưu của ông ta từ hồi bị bắt họ tuyên bố trước tòa rằng các bị cáo đã thường xuyên cung cấp ma túy cho họ đã dùng ma túy là một công cụ thường phạt họ trong khi hành nghề và để trói buộc họ sự lặp đi lặp lại các lời khai của các nhân chứng đã gây một tác động mạnh tránh thẩm mắc mắc cúc và tòa ngày càng nhìn các nhân chứng với con mắt đầy thương hại và cảm tình trong khi đó giọng nói cũng như thái độ của ông ta đối với các trạng sư bào chữa mỗi lúc trở nên cứng rắn và quyết liệt. Còn hội đồng thẩm phán thì không ngừng nhìn các bị can với cặp mắt đầy căm ghét. Vì vậy, khi tên Luciano được nêu lên lần đầu tiên và chỉ thoáng qua, mọi việc đã rõ ràng, những người quan sát trong phiên tòa đều thấy rằng từ tránh án đến các bồi thẩm chỉ còn chờ đợi giây phút nêu tên Luciano và họ đã sẵn sàng để tin bất cứ lời buộc tội nào. Khi Anviner, một bị can đã bị buộc tội đứng lên tuyên thệ để làm nhân chứng trước tòa thì không khí căng thẳng hẳn lên. Tôi nói với các luật sư của tôi là tôi chưa từng gặp tay này và chỉ biết hắn qua các bức ảnh đăng trên báo. Khi Viner bắt đầu kể lại cuộc đời của mình, Luciano và các luật sư bảo chữa của anh nhẹ nhõm hẳn lên, hắn nói rằng, hắn hành nghề một cách độc lập và số 35 nhà chứa của hắn đã bị Divi Betio kiểm soát sau khi hắn bị đe dọa sẽ bị giết chết nếu không tham gia vào hệ thống chung hắn chỉ biết có tiếp xúc với betio và chỉ biết rằng đây là một lĩnh vực của betio nhưng một vài ngày sau một nhân chứng khác được đưa ra tòa đó là david marcus cũng có tên là david miller hắn kể lại rằng hắn đã chống lại sức ép của betio vì vậy một hôm hắn đang đi xe thì bị bắn liền một băng sáu phát súng ngay ngày hôm sau betio đã gặp hắn và dọa nếu hắn không tuân lệnh thì sẽ biết tay charlie dewey hỏi ngay anh có hỏi lại charlie là ai không Marcus trả lời không, thế theo anh Charlie là ai? Marcus chưa kịp trả lời thì George Morton Levy đã giận dữ đứng lên và lớn tiếng phản đối. Tránh thẩm mắc mắc chấp nhận lời phản đối nhưng cái tên Charlie đã được tung ra và hình như cứ treo lơ lửng trong phiên tòa. Dewey quay lại với một nụ cười thỏa mãn, hắn đã ghi được một điểm. Vài ngày sau đó, Dewey lại tiếp tục siết chặt hơn. Một nhân chứng thứ ba tên là Peter Ballester biệt hiệu là Peter Harris, một ngã đã bị tòa kết tội, đến lượt ra khai trước tòa. Hắn đã từng là một tay trùm chứa gái độc lập loại bự trong thành phố, nhưng sau này đã trở thành một kẻ điều hành và tù quỹ của nghiệp đoàn gái điếm. Thỉnh thoảng hắn ta cũng tỏ ra lo ngại, nhưng Betihou đã nói với hắn, "Anh đừng lo, đã có Sally Lucky ủng hộ chúng ta." Basilizer nói thêm là Betihou đã ra lệnh cho hắn không được nói cái tên Charlie Lucky với bất cứ ai đặc biệt với các mụ trùng chứa nếu không hắn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc riêng bản thân hắn chưa từng gặp mặt và tiếp xúc trực tiếp với charlie nhưng qua thời gian hắn dần dần khẳng định rằng charlie lucky là ông chủ tối cao có một lần một số thanh niên du côn ập vào phá phách một trong các nhà chứa bọn chúng đã bị abe oaman lôi cổ ra ngoại ô và cho một trận đòn như tư trong khi trừng phạt số du côn này theo lời Ballester kể lại oaman đã nói tao đã bảo với chúng may là không được bén mảng đến các nhà chứa này vì nó là của Charlie Lucky. Khi Balitzer kể lại câu chuyện dựng đứng lên này, tôi kéo tay Polakov và nói, không thể để mặc cho Dewey muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là một trạng sư, nhưng đây chỉ là một trường hợp, nghe nói mà thôi, tại sao anh không phản đối? Levi Lê đứng lên phản đối nhưng mắc mắc cúc bác bỏ. Nhiều thành viên trong hội đồng bồi thẩm nhìn Luciano với cặp mắt đầy căm ghét. Tiếp theo đến lượt dâu Ben đích làm nhân chứng. Tôi biết rõ tên này. Hắn chỉ là một thằng ăn cắp vặt và hắn luôn tìm cách nịnh bợ tôi. Hễ tôi ngỏ ý muốn ăn một cặp bánh kẹp thịt thì hắn luôn luôn là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng để kiếm cho được thứ bánh đó. Tôi không thể tưởng tượng được hắn đến đây để làm gì. Theo tôi biết thì hắn đang bị kết án trung thân và nằm trong nhà lao sinh sinh cơ mà. Đúng là Bendix đang bị một án tù chung thân trong nhà lao sinh sinh về tội ăn trộm nhiều lần mà không chịu cải tạo. Văn phòng của Dewey đã gọi điện thoại cho hắn và hứa sẽ giảm nhẹ tội nếu hắn cung cấp được những tin tức cần cho việc kết tội Luciano. Bendix khai với tôi là hắn quen Luciano từ năm 1929 và hắn thường gặp anh ở đại lộ số 7 trước hiệu thuốc Daco. Sau một thời gian ở tù, hắn đã gặp lại Luciano năm 1935 và đã nói chuyện với Luciano nhất ba lần về nghiệp đoàn gái điếm. Dewey hỏi, đầu đuôi câu chuyện thế nào? Bendix trả lời là hắn có một người bạn thân là Jimmy Federico. Hắn biết Federico là người trong nghiệp đoàn của Luciano. Hắn đã nói chuyện với Federico và một vài tuần sau, Federico dẫn hắn đến hiệu ăn Villanova ở đường 46 để gặp ông chủ. Theo lời khai của Bendix thì Luciano đã nói với hắn Frederico đã báo cáo với tôi về anh. Tôi biết anh muốn nhận một chân, đi thu tiền ở các nhà chứa. Hiện nay tôi biết anh là người muốn có việc làm quan trọng hơn. Tôi sẽ giao cho anh một công việc với số lương chỉ độ 30 đến 35 đô la một tuần, ý anh thế nào? Khi Ben đang lem lẻm trước tòa thì Polakov nắm lấy tay Luciano và anh nắm chặt đến mức cánh tay của Luciano bầm tím lại. Luciano quay lại nói với Polakov, thằng chó đẻ này đang nói dối không hề có một chút sự thực nào. Bendix tiếp tục khai rằng hắn muốn nhận làm chân thu tiền ở các nhà chứa còn hơn là nghề trộm cắp, bởi vì nếu hắn bị bắt quả tang ăn trộm một lần nữa thì hắn sẽ bị kết án tù trung thân. Bendix tiếp tục khai, Luciano trả lời tôi, là nếu chú muốn làm việc với số tiền 40 đô la một tuần thì ok, tôi sẽ bảo DV giao việc cho anh. Và khi nào anh muốn gặp tôi thì đến đây. Hắn đã gặp Luciano hai lần nữa ở Villanova và Luciano đã chính thức giao việc cho hắn. Đến đây Dewey ngừng nói và đến lượt Levi chất vấn Bendis. Thế anh có nhận công việc ấy không? Không, tại sao không nhận? Bendis trả lời là hắn cũng chả biết tại sao. Hắn định nhận công việc ấy, nhưng hắn đã đi ăn trộm, bị bắt quả tang. Thế là hắn bị tống vào nhà tù sinh sinh với án trung thân. Thế làm thế nào mà anh có mặt tại đây làm nhân chứng? Hắn trả lời là hắn đọc báo thấy nói về vụ án này và hắn có nghĩa vụ phải đến đây. Hắn đã viết thư cho Dewey về việc này, thế người ta có hứa hẹn gì với anh nếu anh đứng ra làm nhân chứng? Bendix trả lời là có, người ta hứa sẽ giảm tội cho hắn nếu hắn đứng ra làm nhân chứng và góp phần kết tội Luciano. Levi ngồi xuống, có người đã nghĩ rằng Levi đã thành công trong việc làm cho người ta nghi ngờ lời khai của Bendix. Nhưng những ai lúc đó nhìn vào mặt vị tránh thẩm và hội đồng thẩm phán thì sẽ không dám cả quyết như vậy. Rõ ràng là từ tránh thẩm đến hội đồng thẩm phán chỉ còn chờ đợi có một nhân chứng. Bất kể phẩm giá thấp kém đến đâu chăng nữa, nhưng hắn nói lên được một bằng chứng cụ thể về sự dính líu của Luciano. Bendix đã làm điều đó, những người quan sát đều thấy rằng, tình thế đã trở nên rất bất lợi cho Luciano. Polakov và Levi cũng thấy như vậy. Còn Luciano vẫn nghĩ rằng không ai có thể tin lời khai của Bendix sau những lời đối chất khéo léo của Levi. Ngày hôm sau, nhân chứng tai hại nhất xuất hiện trước tòa. Hôm đó là ngày 22 tháng 5, trong không khí im lặng căng thăng của phiên tòa, bỗng vọng lên cái tên Florent Brown. Cánh cửa mở rộng, chúng tôi quay lại nhìn, một con điếm bước vào và dừng lại trước vành móng ngựa. Cô Lagop bóp chặt tay tôi và hỏi, con mẹ nào thế? Tôi nhìn mụ ta thật kỹ và trả lời, tôi biết thế quái nào được. Tôi chưa hề gặp mụ ta bao giờ. Cô nói với tôi, Charlie hãy cẩn thận, tôi có linh cảm rằng, con mụ này sẽ làm ta dày già to đây. Florence Brown thường được giới làng chơi biết dưới hàng chục cái tên khác nhau, cô kia Flo Brown, Flo Martin, Flo Hồi còn trẻ mới 15 tuổi, mụ ta đã bắt đầu làm nghề mại dâm. Mụ nghiện ma túy nặng, cho đến vụ lùng bắt hồi tháng 2. Mụ ta là chùm một nhà chứa của nghiệp đoàn. Từ đó, nhờ Dewey và trại giam nữ phạm, mụ ta có thể nhìn về tương lai với vài tia hy vọng. Cô Flo mặc một bộ đồ xanh và tóc đen, tuổi cô chạc 25. Nhìn cô người ta có cảm giác đang đứng trước người đàn bà bất hạnh, không người che chở trước những sự tàn bạo và những nỗi khắc nghiệt của cuộc đời và đã bị xã hội và bọn đàn ông đầy đọa nét mặt và dáng điệu của cô như là một lời tố cáo của một tâm hồn ngây thơ bị hủy hoại và mọi người ở trong phiên tòa tự nhiên thấy có cảm tình với cô. Điều y đối xử với cô một cách nhẹ nhàng, tránh thẩm mắc mắc cúc cũng vậy, còn hội thẩm thì nhìn cô với vẻ thương hại và trong khi cô đang kể lể lại cuộc đời của mình thì họ thỉnh thoảng lại nhìn số bị can với đôi mắt này lừa. Cô ta kể lể rằng, lúc đầu cô ta là nhân tình của Frederico, nhưng sau đó hắn đã đưa cô vào nhà chứa. Thông qua Frederico, cô đã nhiều lần gặp Luciano, đã chứng kiến nhiều cuộc họp của những kẻ cầm đầu nghiệp đoàn tội ác dưới sự chủ tọa và điều khiển của Luciano. Cô ta khai rằng, tôi sẽ tổ chức các nhà chứa lại thành hệ thống như những xí nghiệp, trong một cuộc họp khác của những người cầm đầu mà cô cũng đã có mặt. Luciano đã phát biểu sự lo ngại của anh ta trước các cuộc điều tra đang được tiến hành. Cô Flo kể lại rằng, Luciano đã nói, Cuộc điều tra của Y có thể gây rắc rối cho chúng ta. Tình hình có thể trở nên khó khăn. Tôi nghĩ rằng ta nên ngừng hoạt động một thời gian. Bertilio đã chống lại. Y nói rằng, có một số thằng sỏ lá đã lén lút lấy mất tiền của chúng ta. Nhưng khi nào chúng ta kiểm soát được bọn chúng thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Lucky nói, tôi muốn rằng ta ngừng lại một thời gian. Có thể khi chúng ta trở lại hoạt động chúng ta sẽ có tổ chức chặt chẽ như Chicago chúng ta không phải xây dựng một mà ba bốn như vậy betio nói tôi cho rằng tình hình không đến nỗi nguy ngập như vậy diuhi sẽ không làm gì được chúng ta quá lắm ông ta chỉ bắt được một số người đi thu tiền và mọi chuyện đâu lại vào đấy luciano nói chúng ta có thể tổ chức các nhà chứa một cách quy mô giống như một hệ thống dây chuyền cửa hàng chúng ta sẽ trả lương cho các chủ chứa việc tổ chức một hệ thống như thế cần có thời gian nhưng chúng ta sẽ làm được cô kiflo khai đó là mục đích cuối cùng của luciano và đó cũng là nội dung mà cô ta có mặt chính anh ta là người đã ra lệnh hành hung tra tấn đe dọa và làm cho các cô gái nghiện ma túy hành nghề mà không dám kêu ca gì đồng thời chính anh ta dùng những phương pháp bạo lực để khống chế các chủ chứa và các người thu tiền cô ta khai rằng luciano đã từng tuyên bố như sau đối với bọn họ lời nói không có tác dụng gì mà phải tần cho chúng ra cho chỉ có thế mới buộc chúng vào khuôn phép. Khi cố Flo khai xong, Dewey Huy cũng ngồi xuống ghế, vẻ mặt thỏa mãn. Câu chuyện của cố kỳ đã gây tác động mạnh mẽ và làm cho những người nghe ghê rợn. Đồng thời cũng đã buộc chặt Luciano vào hệ thống gái điếm. Trong giờ phút này, dáng điệu của Dewey Huy biểu lộ là một người biết chắc mình sẽ chiến thắng. Nỗi lo ngại của phía bảo chữa không giảm đi chút nào trong khi Levi vẫn chất vấn cố kỳ Mặc dù Levi trổ hết tài định dồn cô ta vào chỗ bí nhưng cô Flo vẫn giữ vững. Cô ta bám chắc câu chuyện đã kế, nhắc đi nhắc lại hầu như thuộc lòng trong khi Levi phải liên tục tấn công và tìm mọi cách để chộp lấy những sơ hở của cô. Trước sau như một, cô ta vẫn nói, cô ta đã khai đúng sự thật. Những thủ đoạn dồn ép của Levi thường xuyên bị Điêu đứng lên phản đối với sự ủng hộ của Mắc Mắc và những người quan sát thấy rằng ông ta bênh vực cô Ki Flo ra mặt. Cuối cùng, Levi dầu dĩ trở về chỗ của mình. Tôi thấy rõ là anh ta rất lo lắng. Anh ta nói với tôi rằng, tình thế khó khăn đấy. Và tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng mặc dù tôi vẫn không thể hiểu rằng tại sao người ta lại tin lời của Flo. Bốn ngày sau, Luciano và những người bảo chữa cho anh. Lại bị điêu giáng tiếp một đòn nữa. Ông ta đã đưa Nancy Presser, một cô gái điếm 26 tuổi tàn tạ, ra làm nhân chứng trước tòa. Nancy đã bước vào nghề gái điếm từ lúc 13 tuổi. Lúc đầu cô thuộc loại gái điếm sắt tiền nhưng dần dần cô ta rơi xuống hạng điếm hạ lưu, 2 đô la một đêm ở các nhà chứa ha lầm. Đây là một nhà chứa tồi tệ đến mức mà lão chủ James Russo cũng không dám bước chân đến, mà chỉ sai Rap Ligori, một tay ma cô của hắn đến thu tiền. Hồi cô ta mới 15 đến 16 tuổi, cô ta khai như vậy, cô ta từng là nhân tình của Waxi Gordon, đắt rút. Siro Tiranova, dâu Adonis và ngay cả ông chủ dâu Masuria. Chính dâu Masuria đã giới thiệu cô ta với Luciano. Chuyện đó đã xảy ra tình cờ nhưng Luciano chẳng chú ý gì đến sắc đẹp cô ta cả. Ba năm sau, cô tình cờ gặp lại Luciano ở quán rượu Kintavan gần công viên Madison Square và cô ta đã đưa cho Luciano số điện thoại riêng của mình. Nhưng Luciano đã không gọi điện thoại cho cô ta trong khi đó cô gặp Grab Liguri và trở thành tình nhân của hắn. Sau đó bị hắn đưa vào nhà chứa. Cho đến lúc bây giờ, cô ta thuộc loại điếm cao cấp và khách làng chơi thường trả 100 đến 150 đô la. Ligori đã kết thúc quãng đời đó. Hắn đã đưa cô vào nhà chứa của Russo và nói với cô, phải lấy giá rẻ nhưng khối lượng khách hàng tăng lên. Ligori lại còn bắt cô phải hút thuốc phiện, và thế là cô trở thành nghiện ngập, cũng như các nhân chứng khác. Nancy Presser lại cảm ơn Dewey vì nhờ ông ta mà cô ta đã bỏ được thuốc viện, sau khi bị bắt vào đầu tháng riêng. Cô ta khai Ligori đã bắt cô ta phải làm việc giống như trong một dây chuyền lắp ráp. Cứ 10 phút thì hắn gõ cửa và ra lệnh cho cô phải kết thúc ngay với khách hàng đang ngủ với cô, và phải sẵn sàng phục vụ khách hàng tiếp theo. Cô ta tiếp tục khai, khi cuộc đời cô rơi xuống mức thấp như vậy thì cô nhận điện thoại của Luciano. Tôi không còn tin vào tai tôi nữa khi cô ta bắt đầu câu chuyện. Tôi có cảm giác như có ai đã giáng một gậy vào đầu tôi. Làm thế nào anh có thể tin được rằng một người như tôi mà lại gọi điện thoại cho một con điếm trong nhà chứa rẻ tiền như vậy? Ấy thế mà khi tôi nhìn quanh, tôi thấy ngay rằng từ viên tránh thẩm cho đến các thành viên trong hội đồng bồi thẩm đều thực sự tin vào lời cô ta. Nancy khai là Luciano gọi cô ta đến khách sạn Wandorf, phòng đặc biệt số 39C cô ta đã đến đấy nhiều lần và không bao giờ có người vặn hỏi hoặc ngăn chặn cô. Cô đi thẳng vào cổng chính, bước vào thang máy bấm nút và đi thẳng vào phòng ở của Luciano. Được điều Huy khuyến khích và dắt dẫn, Nancy đã mô tả tỉ mỉ bên trong của căn phòng đặc biệt này, giường đặt ở đâu, bàn ghế ra sao, có những màu gì. Một sự mô tả đã tác động mạnh mẽ đến viên quan tòa và các thành viên hội đồng bồi thẩm cứ chăm chăm nhìn vào mặt cô. Nancy khai. Trong lần gặp đầu tiên Luciano đã nghe cô kể lại những nỗi thống khổ của mình và hứa sẽ tu xếp việc này với Liguri. Sau đó cô ta lên giường nằm, còn Luciano thì ngủ ở đi văng. Trong tất cả những chuyến khác, vẫn xảy ra tương tự. Dewey hỏi, thế giữa hai người không có chuyện gì cả, khi Charlie đánh thức tôi dậy, ông ta cho tôi 100 đô la. Chỉ có thế thôi, chúng tôi không bao giờ ngủ với nhau cả, Charlie cũng không làm được việc ấy. Ông hiểu tôi muốn nói điều gì chứ? Luciano nhìn cô ta và gần như phát khùng lên, và đến một phần tư thế kỷ sau, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, Luciano vẫn đùng đùng nổi giận. Thế đấy, một con đĩ giạc đã bán thân cho hàng vạn khách làng chơi lại nói rằng nó nằm ngủ đàng hoàng trên giường ngủ của tôi như bà Hoàng trong khi đó tôi nằm co do ở đi văng chỉ vì liệt dương. Thế mà khi tôi nhìn vào mặt tránh thẩm mắc mất cúc thì thấy hắn ta say xưa câu chuyện con điếm mắt cứ dán chặt vào cô ta y như là hắn đang đứng trước nữ hoàng nước Anh, còn tôi chỉ là đồ rác rưởi. Quả thật Điêu Huy đã quất tôi một đòn đau vào lưng và làm cho tôi thật sự mất phương hướng. Nhưng chẳng lẽ trong một nơi long trọng như thế này tôi lại chứng minh tôi không liệt dương? Tôi đứng bật dậy, lúc đó, tôi chỉ biết là mình cần phải ẩu đả với người nào đấy bất kể điều đó có lợi hay hại cho tôi như thế nào. Khi thấy tôi hầm hầm bước ra khỏi bàn, cô giữ lấy tay tôi, đồng thời chân anh ta ngáng lấy chân tôi. Chân phải tôi bị kẹt cứng không đi được, tôi đau quá chợt kêu lên một tiếng, cả phiên tòa xôn xao nhìn vào phía tôi mấy phút sau mới yên lặng trở lại. George Levy viết vội mấy dòng chữ lên mặt tờ giấy khi tôi lại ngồi xuống. Trên tờ giấy, có dòng chữ, Charlie đừng hấp tấp. Lời khai của con điếm này có thể có lợi cho chúng ta. Tôi thầm cầu nguyện là anh sẽ thực hiện được lời anh ta nói. Nhưng Nancy Presser tỏ rằng cô ta đã chuẩn bị không chu đáo lắm và hình như cô ta như học trò không thuộc bài. Cô ta đã lúng túng khi bị Levi chất vấn về các thứ bày biện trong phòng Luciano và cô ta không thể trả lời được rõ ràng, dứt khoát về vị trí và màu sắc của mấy chiếc đi văng hay ghế sửa. Sau này, Dewey bảo chữa cho sự lúng túng này bằng cách giải thích rằng cô ta không phải là người chuyên về trang trí nội thất. Thế cô có được Luciano giới thiệu các bức tranh treo trong phòng không? Không. Nhưng cô lại ngập ngừng nói, có thể là có được xem và cô ta cũng không nhớ chắc nữa. Levi xoay qua hỏi dồn cô về khách sạn Wandop, cô ta nói là cô ta thường hay đến ở đây vào đêm khuya và không bị ai ngăn cản và làm lôi thôi cả. Như vậy là khách sạn này không có nội quy đối với khách cả. À? Cô ta trả lời là cô ta không biết rõ và cô ta nhắc lại rằng mỗi lần cô ta đến khách sạn chẳng bị lôi thôi gì. Có lẽ là cô ta đến vào đêm khuya nên chẳng ai có mặt david Hardy phó quản đốc khách sạn walldorp đã làm nhân chứng trước tòa và khai rằng khách sạn này có một nội quy rất chặt chẽ và nhất là vào những giờ đêm khuya không có người khách nào vào khách sạn mà không bị kiểm soát và khách đến thăm chỉ được lên phòng khi nào bộ phận tiếp tân đã báo cho khách trọ rõ levi lại xoay qua bảo cô mô tả khách sạn cô ta rất lúng túng thậm chí không khẳng định được cổng ra vào nằm ở phía nào vị trí của các thang máy và thang máy thuộc loại nào Cuối cùng, cô ta không trả lời được câu hỏi về vị trí chính xác của khách sạn Wandorf mà chỉ nói được rằng, khách sạn này nằm ở đâu gần đại lộ công viên. Không hiểu người ta có hiểu điều hy lo lắng hay không chóc sự lúng túng của cô nhân chứng, chỉ biết ông ta vẫn ngồi thản nhiên như không và ngay sau đó ông ta lập tức phản kích. Ông ta tuyên bố trước tòa là tính mạng của nhiều nhân chứng, đặc biệt là các cô gái điếm và các mụ chủ chứa đang bị đe dọa. Tránh thẩm mắc mắc tỏ ra rất phẫn nổ ông ta ra lệnh bắt một loạt lưu manh cấp thấp mặc dù số này cho đến bây giờ không có tên trong bản án, và chẳng có liên quan đến vụ án này. Mark Mark Quốc cảnh cáo rằng nếu bất cứ có chuyện gì xảy ra đối với các nhân chứng, dù chỉ là một lời đe dọa thì các bị can phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thủ đoạn của Dewey và lời tuyên bố của tránh thẩm rõ ràng là có hiệu lực. Dewey từng bước tiến lên. Ông ta căn vặn các nhân viên của khách sạn Wandoff và khách sạn Babizon để cố moi những bằng chứng về những mối quan hệ giữa Luciano và các bị can khác, cũng như những bằng chứng về hệ thống nhà chứa đã được dựng lên từ lâu. Nhưng Frank Brown, trợ lý quản đốc của khách sạn Babizon đã làm cho Dewey thất vọng và lúng túng. Anh ta khai rằng, người ta đã căn dặn anh chóc khi ra tòa là phải khai đã từng trông thấy bettio Pinocchio, Liguori và nhiều người khác thường xuyên đến gặp Luciano anh ta nói với tòa rằng tất nhiên anh ta biết rõ luciano là ai vì đó là một khách hàng đã từng sống lâu năm ở khách sạn anh ta còn đối với những bị can khác thì anh ta chưa hề gặp mặt và cũng không biết họ là ai dewey rất tức giận ông ta yêu cầu tòa tuyên bố brown là một nhân chứng đối địch và xin phép tòa lên đối chất với anh ta brown vẫn giữ vững anh ta khai rằng những người trong bộ tham mưu của dewey đã đưa cho anh ta xem ảnh của nhiều bị can và nói với anh ta rằng Chắc chắn anh biết người này. Khi Brown nói là không biết thì một trong những nhân viên của Dewey vẫn cố nhắc đi nhắc lại là tôi nhất định phải biết mặt những người này. Ông ta dọa sẽ bỏ tù tôi nếu tôi không nói sự thật. Họ có khoảng 3, 4 người khi bước vào phòng tôi và họ cố tìm mọi cách để buộc tôi phải nhận dạng những người trong ảnh. Khi tôi trả lời là lương tâm không cho phép tôi làm việc đó, họ đã đe dọa tôi. Họ nói rằng ông Dewey là người rất có thế lực và ông ta làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Những lời khai của Brown đã đẩy lùi được ảnh hưởng của Dewey nhưng chỉ là nhất thời vì tránh thẩm cũng như hội đồng bồi thẩm đã tỏ ra không cần đếm xỉa đến giá trị của những lời khai đó. Thái độ của họ chứng tỏ rằng họ sẵn sàng tin bất cứ nhân chứng nào đứng về phía Dewey và cũng sẵn sàng phớt lờ lời khai của các nhân chứng chống lại ông ta. Dewey đã nhanh chóng ổn định lại tình hình. Theo yêu cầu của ông ta... Mayotte Balzer, vợ của Peter Balzer, ra làm nhân chứng trước tòa. Bà ta cũng từng nghiện ma túy và cũng đã từng hành nghề và cũng như những người khác. Dewey đã giúp bà thoát khỏi sự nghiện ngập. Bà ta có biết Luciano không? Tất nhiên là bà ta biết khi Hill đưa vợ chồng bà vào tham gia nghiệp đoàn. Hắn ta bảo là người của Charlie Lucky. Về sau, bà ta cùng đi với Hill và đã gặp Luciano ở một hiệu ăn và thế là bà ta được giới thiệu vào một nghiệp đoàn. Bettyo nói với bà, tôi sẽ giới thiệu bà với ông chủ. Bà ta hỏi lại Bettyo, thế Lucky là ông chủ à? Bettyo gật đầu. Trong thời gian làm việc cho nghiệp đoàn, bà ta đã nhiều lần gặp rắc rối với Bettyo và các bị can khác. Họ thường xuyên làm sức ép với vợ chồng bà và nhà chứa của họ đã suýt bị phá sản. Mặc dù nghề chứa gái đang phát tài, bà ta quyết định cầu cứu đến những chùm sỏ và một lần ở Miami, bà ta đã gặp Luciano bà ta than vãn với luciano rằng betio đã ức hiếp chồng bà qua đỗi và chồng bà buộc phải bỏ nghề bà ta khai trước tòa rằng luciano đã nói với bà tôi không thể giúp bà được gì vì bà biết đấy kỷ luật của nghiệp đoàn chúng ta rất nghiêm tôi nhớ ra rồi tôi có nói chuyện với bà ta nhưng tôi chỉ nói rằng tôi không giúp được bà vì tôi không liên quan gì đến nghiệp đoàn này cả nhưng làm thế nào tôi biết được Hill đã nói những gì với bà ta ấy thế mà bà ta đã ra trước tòa và làm ầm lên rằng chúng tôi là kẻ đứng đầu cả cái hệ thống nhà chứa đáng nguyền rủa ấy. Thủ đoạn của Dewey là nắm lấy một việc có thật rồi bẻ cong nó theo ý muốn của mình. Ngày 29 tháng 5 năm 1936, sau 3 tuần làm việc với 60 nhân chứng, Thomas Dewey xin tạm hoãn phiên tòa. Ra khỏi tòa, Luciano tỏ ra rất tươi cười. Anh ta nói với các nhà báo, tôi tin chắc rằng tôi đã trắng án tôi không hề quen biết bất cứ người nào trong số nhân chứng đã khai trước tòa rằng họ biết tôi nói chuyện với tôi hoặc nghe lỏm những câu chuyện của tôi tôi chưa từng gặp một ai trong bọn họ cả tôi không hề dính líu một chút nào với cái nghề này trong số bị can cùng ra tòa với tôi tôi chỉ quen có một người đó là bettio và chúng tôi đã quen nhau từ trước khi có phiên tòa bề ngoài thì bình tĩnh như vậy nhưng bên trong luciano rất lo lắng bởi vì các luật sư của anh rất lo lắng polakov đã nói với tôi là nên bắt đầu nghĩ dần đến việc chống án và chuyện này sẽ tốn kém nhiều tiền nhiều thời gian tôi nói với ông ta nếu như chúng tôi thua cuộc tại tòa thì dù có tốn kém bao nhiêu tôi cũng bất cần và anh ta được tự do hành động miễn thành công lập luận của các trạng sư bảo chữa cho luciano rất đơn giản các nhân chứng của phía họ đều là những tay cơ bạc chuyên nghiệp và những người chuyên nghề cá ngựa. Họ khai rằng, họ biết Luciano chỉ có một nghề, đó là nghề đánh bạc chuyên nghiệp. Trong các cuộc đua ngựa, họ biết rõ anh ta đã đánh cược hàng trăm đô la một ngày. Các nhân chứng này khai họ thường xuyên có mặt trong phòng của Luciano và không hề gặp các bị can khác. Luciano có đích thân đứng ra làm nhân chứng không? Vào một buổi sáng mồng 2 tháng 6. Đó là khi các nhân chứng khác đã khai xong. Tối hôm đó chúng tôi đã họp nhau lại cả Polakov và Levi đều khuyên tôi không nên đứng ra làm nhân chứng bởi vì điều đó không cần thiết mà có thể có hại. Vì không khí trong phiên tòa không có lợi cho tôi, nhưng tôi nói với họ là tôi sẽ ra tòa, tôi nói rằng không thể để cho bọn chúng tự do nói láo trước tòa như vậy và cách duy nhất để vạch mặt chúng là tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng và nói sự thật. Levi Polakov và đặc biệt là Adam khuyên tôi nên coi chừng y. Tôi nói với họ, tôi đủ sức đối phó với hắn. Họ nói với tôi rằng, tôi chưa biết hết y khôn khéo thế nào khi hành động đâu. Và hắn ta chỉ chờ một sơ hở của tôi mà thôi. Tôi vẫn khăng khăng nói đủ sức đương đầu với hắn. Tôi đã phạm một sai lầm lớn, Luciano là nhân chứng cuối cùng của bên bị. Anh lên ngồi vào ghế nhân chứng sáng 3 tháng 6. Levi đã hỏi anh một số câu hỏi rất lịch sự và lời khai của anh không mất nhiều thời gian. Anh phủ nhận là không biết các bị can khác là ai trừ Bettyo. Anh cũng không hề biết các nhân chứng của bên Nguyên và bác bỏ tất cả những lời buộc tội anh. Với sự dắt dẫn của Levi, anh đã nói dối. Ví dụ như anh khai rằng, anh sinh ra ở đường số 13 Đông Manhattan, Levi và Polakov muốn chặn lại nhưng không kịp. Anh cũng kể sơ lược về chuyện anh bị bắt năm 1917 về tội ma túy. Sau khi được thả ra, anh đã làm việc trong một nhà gá bạc và dần dần bản thân anh trở thành chủ một sòng bạc. Sau đó, anh phát hiện ra và trở thành người đứng đầu hệ thống đánh cá. Anh ta cũng đã kể lại chuyện anh ta bị bắt ở Hot Springs. Anh ta khai rằng lý do duy nhất khiến anh tìm mọi cách chống lại lệnh trục xuất. Anh ta đã nghe rằng Dewey đưa anh ra tòa nếu bắt được anh về New York. Vì vậy, anh đã tranh thủ kéo dài thời gian để các luật sư bảo chữa của anh có đủ thời giờ chuẩn bị bào chữa. Câu hỏi cuối cùng của Levi là những lời khai của các nhân chứng buộc tội anh có đúng sự thực không? Luciano lên tiếng tuyên bố trước tòa với giọng thách thức, "Tôi không hề có dính líu gì đến nghề mại dâm. Tôi chưa hề nhận một đồng nào của một cô gái điếm hoặc một nhà chứa." Hỏi xong, Levi quay lại trở về ghế của mình sau khi đã nói với Dewey, "Mời ông." Tất nhiên khi ngồi ở ghế nhân chứng, tôi đã nói dối nhiều tôi đã nói dối khi cam đoan rằng tôi chưa hề biết bất cứ ai trong số bị can hoặc trong số gái điếm đã ra làm nhân chứng và buộc tội tôi nhưng tôi có thể nào làm khác được tôi biết rằng họ đã khai những điều chống lại tôi và nếu tôi thừa nhận tôi có quen biết một số trong bọn họ thì sau này dù tôi khai thế nào cũng chẳng ai tin tôi sự thật là vào thời gian đó và suốt trong nhiều năm sau luôn luôn có người đến gặp tôi đề nghị tôi giúp vấn đề này xin ý kiến tôi về vấn đề kia. Đúng là nhiều khi ở ngoài đường có người gặp tôi và chào, chào Charlie, hello Charlie. Tôi cũng chào lại, còn các cô gái thường thường là do Polly Adler cung cấp hoặc là những cô mà tôi gặp ở trong những cuộc vui với bạn bè. Thế thôi, sau khi trả lời xong các câu hỏi của Job Levy tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy Dewey đứng lên và đang đi về phía tôi. Đó là giây phút căng thẳng nhất trong đời tôi tôi có cảm giác như hắn sắp ăn tươi nuốt sống tôi. Hắn ta đi thong thả, bệ vệ, và nhìn mặt hắn thì hình như tôi chẳng khác gì là đĩa thức ăn ngon mà hắn muốn chén từ lâu. Hắn thong thả đi về phía tôi, chính lúc này tôi thấy hối tiếc không nghe lời can của các luật sư của tôi, nhưng bây giờ thì quá chậm rồi. Trong không khí chờ đợi căng thẳng của phiên tòa, Dewey đã biết sử dụng sự im lặng như một hình thức tra tấn. Cuối cùng ông ta mới chịu đặt những câu hỏi đầu tiên. Những câu hỏi đầu tiên này rất nhẹ nhàng và hình như vô hại. Có phải Luciano là cái tên duy nhất của bị can không? Có phải bị can còn mang những cái tên khác như Jack Lucky, Lucky Luciano, Jack Ross, Jack Lên V, V, không? Bị can còn có tên nào nữa không? Bị can không nhớ à? Thôi được, ta cho qua, Dewey lục lọi một số giấy tờ rồi lại hỏi, có phải mới đây? luciano có bị ra tòa vì tội mang súng trái phép ở miami bang florida không việc này xảy ra cách đây khoảng năm sáu năm phải không luciano trả lời là đúng và anh ta có lần bị bắt vì việc đó nhưng ở miami không có đạo luật nào cấm mang súng dewey gật đầu đưa ra một tờ báo xuất bản ở florida trong đó có một bài tường thuật kể lại rằng luciano khai là anh ta mang súng để đi săn ở everglades có những điều các báo nói không đúng sự thật đâu Điu Huy hơi mỉm cười khi nghe Luciano trả lời, rồi ông ta lại tiếp tục tiến công, tiếp tục đập tan ý đồ của Luciano muốn tạo ra ở phiên tòa một cảm giác anh là một người đáng kính trọng. Hết năm này qua năm khác, Điu Huy đã lần lượt lục lại cuộc đời của Luciano và buộc anh ta cung cấp những thông tin từ việc buôn rượu mạnh trong thời kỳ cấm rượu cho đến thời kỳ anh ta thành tay cờ bạc chuyên nghiệp. Điu Huy hỏi là trong khoảng 16, 17 năm đó Luciano đã từng có công việc nào hợp pháp hay chưa? Luciano trả lời, theo anh nhớ là không, nhưng vài phút sau khi Dewey đã đi qua vấn đề khác thì Luciano ngắt lời ông ta. Anh ta vội nhớ ra rằng, khoảng năm 1929, anh ta có chung vốn mở một hiệu ăn ở đường 50B khu B. Dewey nhìn chằm chằm một lát vào mặt anh và quất một đòn choáng váng, có nghĩa là anh đã quên mất công việc hợp pháp duy nhất của anh trong gần 18 năm. Luciano tắc hỏng không trả lời được. Điều y nói tiếp, thôi được, ta sẽ cho qua điều đó. Thế Luciano đã có vợ lần nào chưa? Luciano trả lời là chưa. Thế Luciano bị bắt lần nào chưa? Luciano miễn cưỡng thú nhận là có lần bị bắt. Thế Luciano có lần nào khai trước tòa là mình có vợ chưa? Có thể tôi đã có một lần nói như vậy nhưng tôi không nhớ. Ngồi trên ghế nhân chứng, Luciano đã khai anh sinh ở New York. Thế có lần nào anh đã khai với cảnh sát là anh sinh ra ở Italy không? Có thể tôi có lần nói như vậy nhưng tôi không nhớ. Dewey lại hỏi, thế có lần nào Luciano khai dối với cảnh sát không? Luciano định trả lời vòng quanh nhưng Dewey vẫn bám chắc và cuối cùng buộc anh ta phải thừa nhận rằng đúng là anh ta nhiều lần khai dối cảnh sát. Nhưng Luciano nhấn mạnh rằng đó chỉ là lời khai dối không quan trọng. Dewey lại căn vặn anh về vụ bị bắt vì vi phạm luật giao thông tháng 7 năm 1928. Hồi đó, cảnh sát đã tìm thấy trong xe của anh hai khẩu súng ngắn, một số súng trường và 45 viên đạn. Luciano đã khai lên là anh ta mang số súng đạn đó để đi săn chim trĩ ở nông thôn. Dewey hỏi lửng lơ, anh đi săn chim chỉ vào tháng 7 à? Luciano trả lời là đúng như vậy và anh ta đã khai sự thật. 25 năm sau, Luciano vẫn quả quyết rằng là anh đã không nói dối trong việc này. Tôi và một số bạn bè từ đến để cùng đi săn. Chúng tôi mang theo súng, đây là những súng săn bình thường và chúng tôi đã mua với giá 300 đô la một khẩu. Điều buồn cười là khi tôi bắn thử vào một bầy chim thì đạn đi đằng nào chẳng biết. Điều rắc rối trước tòa là cảnh sát đã tìm thấy hai khẩu súng lục ở trong xe. Vào hồi ấy, việc ra đường mang theo súng là việc bình thường. Vào khoảng 1928, Đi đường rất nguy hiểm và tôi không bao giờ ra khỏi nhà mà không dắt súng theo. Dewey bỗng nhiên thay đổi chủ đề, ông ta hỏi, "Trong suốt đời anh, anh đã bị bắt cóc mấy lần? Mọi người trong phiên tòa xôn xao." Luciano cố tỏ ra bình tĩnh, tôi biết thế nào hắn ta cũng lần đến chuyện này, cho nên tôi không bị bất ngờ. Luciano trả lời, "Chỉ có một lần." Anh ta còn khai thêm chi tiết về vụ này đã xảy ra cách đây chừng 6, 7 năm. Dewey hỏi tiếp, "Anh có nhớ rằng khi cảnh sát tìm thấy anh ở củ lao Staten thì anh bị đánh đập thâm tím cả người, với một vết dao rạch ở má, mắt, miệng bị bịt kín, anh chẳng hề khai một lời với cảnh sát về một chuyện gì đã xảy ra. Anh nói anh giải quyết việc này theo cách của anh, có đúng không? Tôi đã khai với cảnh sát tất cả những gì mà tôi biết. Điều ghi lại căn vặn, là anh ta đã từng khai trước tòa anh ta bị một số người bắt cóc, và người ta đòi anh phải chuộc tự do với giá 10.000 đô la thế anh đã được thả ra, khi anh hứa trả số tiền đó. Và số tiền chuộc đó, anh đã trả chưa? Luciano bác bỏ việc đó và nói rằng anh chưa từng khai như vậy trước tòa bao giờ. Thế nghĩa là anh đã man khai về việc này. Vâng, Dewey nghỉ một lát như có ý chờ cho cả phiên tòa nghe rõ lời của Luciano. Tiếp đó ông ta lại xoay sang tấn công về mặt khác. Luciano có bị bắt lần nào về tội bán ma túy không? Có, đó là vào hồi tôi 18, có phải anh bị bắt lại vào năm 1923 không? Có phải chính anh đã báo cho các nhân viên chống ma túy những tin tức nhờ đó người ta đã bắt quả tang một xe chở ma túy không? Vâng, điều Huy lại hỏi, có phải như vậy anh đã trở thành người chỉ điểm cho cảnh sát không? Không, tôi bị bắt và tôi đã khai với người ta điều gì tôi biết. điều Huy đưa ra một bản danh sách và bắt đầu đọc, anh có quan hệ riêng gì với Louis Bouchotter, bí danh là Lep không? Có. Anh có quen biết Jacob Shapiro thường được gọi là Jack Shapiro không? Có. Anh có quan hệ thân thiết với Benjamin Sichel không? Có. Anh có quen biết Joe Masseria, tức ông chủ dâu trước khi ông ta bị giết ở Củ Lao Cani không? Có. Anh có quen biết Oni Madden không? Có. Anh có quen biết An Capone không? Không. Dewey chờ một lát mới hỏi tiếp. Anh có quen Siro Terranova không? Không. Dewey thong thả quay về bàn của mình. Cầm lấy một tập giấy, rồi quay lại gần Luciano và bắt đầu đọc. Đó là nội dung những bản ghi âm các câu chuyện điện thoại của anh gọi đi từ khách sạn Waldorf và khách sạn Barbizon, Trong đó anh ta nhiều lần gọi cho Terranova ở Penham, New York, và An Capone ở Chicago. Luciano toát mồ hôi, bắt đầu cựa quậy và cảm thấy lung túng trong ghế nhân chứng. Trong khi đó, Dewey đọc vanh vách ngày nào, đêm nào, gọi điện thoại bao nhiêu lần, từ phòng riêng của anh. Từ hiệu ăn Celano Đông New York và từ các đại bản doanh khác của anh cho các phó tướng. Dewey hỏi Luciano, anh ta giải thích điều này như thế nào? Luciano nói rằng, hiệu ăn này có món mì spaghetti rất ngon và anh ta thường đến ăn ở đây. Và mỗi lần như vậy, anh ta mời bạn bè cùng ăn và anh cũng thường dùng điện thoại ở đây gọi đi các nơi. Nhưng anh chối là không phải toàn bộ bản kê của Dewey là đúng bởi vì anh không có đủ thời giờ gọi nhiều như vậy. Phần lớn thời gian anh ta không có mặt ở hiệu ăn này vì có những việc khác phải đi lại trong thành phố. Có thể người nào đó đã tự ý sử dụng điện thoại của anh. Dewey và cả phiên tòa nhìn Luciano với cặp mắt nghi ngờ. Sáng hôm đó, Dewey đã căn vặn Luciano suốt 4 tiếng đồng hồ và mãi cuối cùng Luciano mới rời khỏi ghế nhân chứng. Tôi cảm thấy mình như vừa trôi qua một cái máy giặt, tôi bước vào phòng tắm và chiếc áo sơ mi của tôi ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người. Cả người tôi từ đầu đến chân ướt đẫm mồ hôi. Tối hôm đó, tôi đọc báo tin tức và tấm gương, hai tờ báo đều nói hôm nay là ngày tệ hại đối với Lucky. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này đến mức tôi có thể ngủ liền một tuần. Tôi không còn đủ bình tĩnh nữa. Hầu như tôi chạy trốn khỏi phiên tòa, sau đó tất cả chúng tôi gặp nhau lại ở phòng của tôi và cùng ăn cơm với nhau. Tôi biết rằng thế nào tôi cũng bị kết tội, không còn hy vọng gì nữa điều duy nhất còn lại có thể làm là Polakov và Levi sẽ nghĩ ra một cách chống án nào đó để kéo dài thời gian khoảng một năm nữa. Tôi hy vọng rằng phiên tòa xét đơn chống án sẽ có lợi cho chúng tôi và tôi sẽ thoát khỏi đi tù. Có điều buồn cười là nếu anh càng đặt nhiều hy vọng vào điều gì đấy thì anh dần dần tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Nhưng khi tôi nhìn vào mặt Gióc Levi thì tôi bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh như lúc tôi đang còn ngồi ở tòa khi mọi người đã ra về. Vào khoảng 11 giờ đêm, ngày Oklova đến với tôi. Cô ta cũng đã có mặt ở phiên tòa, và khi bước vào phòng của tôi, cô ta òa lên khóc. Tôi hiểu rằng cô ta cho rằng thế nào tôi cũng bị kết án, không còn chút hy vọng nào thoát khỏi bị tù. Suốt mấy tuần lễ sau, cô ta thường xuyên đến với tôi, ngủ lại ở phòng tôi, nhưng chúng tôi không làm gì cả chắc anh hiểu tôi muốn nói gì. Mỗi lần, từ tòa trở về nhà, tôi mệt mỏi quá, còn sức đâu mà làm chuyện khác. Những đêm này, cô ta đã chủ động làm tình với tôi. Cô ta đã tỏ ra ý yếm và thông cảm sâu sắc với tôi, đến mức suýt nữa tôi đề nghị cô ta nhận lời làm vợ tôi. Tất nhiên ý nghĩ này thoáng qua và tôi quên ngay, làm thế nào anh lại có thể đề nghị cô gái nhận lời làm vợ anh, khi anh biết rằng ngày mai anh vào tù. Nhưng dù sao chăng nữa, đêm ấy là đêm hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua với một cô gái và tôi không bao giờ quên đêm đó. Khi phiên tòa tiếp tục, George Levy cố gắng lần cuối cùng mong cứu được Luciano mặc dù hy vọng rất mỏng manh. Trong bài bào chữa của mình, Levy nói, tôi không buộc tội ông Tom Dewey đã dùng thủ đoạn mua chuộc để cho các nhân chứng khai man. Nhưng tôi quả quyết rằng những người phụ tá của ông ta dược khuyến khích và chạy theo danh vọng đã tập hợp một số diễn viên để dựng lên tấm thảm kịch được ông Dewey chấp nhận là có thật. Không có bằng chứng nào làm căn cứ để ông Dewey kết tội Lucania nhà đạo diễn bậc thầy này hy vọng buộc tội luciano bằng những thành kiến và tình cảm bị kích động với những tài liệu mà tòa đã được đọc và được nghe ông ta định buộc tội lucania về những tội mà anh ta đã phạm cách đây rất lâu kết tội anh ta vì anh ta đã từng có lần bị bắt cóc vì anh ta đã nói dối về chuyện mang súng ông ta định dồn ép lucania vì lái xe mà không có bằng trong khi luciano chỉ là người buôn rượu mạnh và một tay cờ bạc nhà nghề chỉ có thế thôi Levi đã đừng lại các nhân chứng của Dewey. Joe Bendix bị Levi xếp vào loại một con thu dữ đã bị kết tội và một tên chuyên nói dối vì động cơ hắn đến tòa làm nhân chứng chỉ để làm giảm nhẹ bản án trung thân của hắn. Nếu có ai kể với các ngài một câu chuyện dựng đứng như vậy trong lĩnh vực hoạt động và kinh doanh của các ngài, các ngài sẽ tống cổ nó ra khỏi phòng, bởi vì đó là một chuyện buồn cười. Rõ ràng Levi đang tìm cách gợi ý cho hội đồng thẩm phán xem xét kỹ các bằng chứng và nếu như vậy, họ còn có hy vọng Luciano sẽ được tuyên bố vô tội. Sau đó đến lượt Dewey phát biểu lần cuối trước phiên tòa. Ông ta thừa nhận rằng, nhiều nhân chứng của ông chỉ là những cô gái mại dâm hạ đẳng, nhưng không phải vì họ là gái mại dâm mà người ta không tin họ. Những câu chuyện về cuộc đời của họ cũng có trọng lượng như câu chuyện của bất cứ người đáng kính trọng nào nếu như tòa tin ở những lời họ khai thì những câu chuyện của họ vẫn có giá trị và điều họ là gái mại dâm hay không không đáng tìm đến trong lúc này ông ta quay về phía hội đồng bồi thẩm và nói chúng tôi không bao giờ mang đến đây những nhân chứng mà chúng tôi không tin cậy có một số nhân chứng mà lời khai không được tin cậy lắm bởi vì họ đã được hứa hẹn giảm tội nhưng ngoài những người như vậy thì chính phủ có thể gọi đến trước tòa những người nào khác có thể nói về tội ác của bản thân họ Chính những nhân chứng như cố kỳ Floorbrow, Myers-Balitzer và một số khác đã có công đối với công lý. Ông ta lại nhắc đến trường hợp Nancy Presser và nói, tôi đã ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ để thuyết phục cô ta ra tòa làm nhân chứng, bởi vì cô ta không muốn bị sát hại. Tòa có hiểu rằng tôi phải gánh chịu một trách nhiệm lớn như thế nào khi tìm cách thuyết phục một nhân chứng đang run lên bần bật vì sợ hãi để cô ta chịu làm nhân chứng trước tòa. Phe bảo chữa đã tìm mọi cách để bôi nhỏ cô ta họ đã dùng đến mọi thủ đoạn để bác bỏ lời khai của cô tại sao họ làm như vậy nếu chính họ không dám nhìn thẳng vào sự thật trước khi kết thúc ông ta quay về phía luciano với một giọng nói đầy căm phẫn ông kết tội luciano đã vi phạm lời thề trước kinh thánh là mọi người phẫn nộ tôi tin rằng các quý vị biết rõ kẻ đang đứng trước mặt các vị không phải là một tên đánh bạc chuyên nghiệp cũng không phải là tên chuyên nghề gá bạc mà hắn chính là tên gangster số một ở mỹ trong suốt 7 tiếng liền, Dewey đã thu hút hội đồng bồi thẩm với những lời lẽ hết sức hùng hồn của mình. Khi lão chó đẻ ấy ngồi xuống ghế, tôi biết ngay số phận tôi đã được định đoạt. Tôi đưa mắt nhìn các thành viên của hội đồng bồi thẩm và điều đó lại càng rõ hơn. Cả 12 thành viên tưởng như muốn đứng vụt dậy và vỗ tay hoan hô Dewey. Nếu có ai còn một chút nghi ngờ nào về kết quả của phiên tòa thì tránh thẩm mắc mắc cúc đã lập tức phá tan mọi nghi ngờ đó. Trong một bản cáo trạng đọc liền 2 giờ 41 phút, ông ta đã không che giấu ý định của mình. Ông ta nhấn rất mạnh việc Luciano dùng quá nhiều bí danh, coi đó là một biểu hiện của sự thiếu nhân cách và không đáng tin cậy của Luciano. Ông ta giải thích với hội đồng bồi thẩm rằng, không cần phải chứng minh Luciano có trực tiếp nhận tiền hoặc quan hệ với các cô gái điếm hay không. Nếu một kẻ nào đó nhận tiền của các cô gái điếm nộp cho hắn dù số tiền này hắn không trực tiếp nhận tận tay cô điếm và nếu hành động đó nhằm thực hiện ngành mại dâm thì kẻ đó đáng bị kết án vì đã có một hành động phạm pháp. Cuối cùng, tránh án Mark McCook phát biểu quan điểm riêng của mình, những bị can đang đứng trước mặt quý vị đã bị tô giác, là đã phạm những tội ác vô cùng xấu xa và thấp kém, vì vậy, bất cứ ai giúp đỡ, hoặc che chở cho những tội ác như vậy không xứng đáng được có mặt trong xã hội văn minh. 10 giờ 53 phút sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 1936, các bồi thẩm đã do dự, thậm chí có người muốn tha bổng cho Luciano. Nhưng sự do dự này đã bị Dewey đập tan, chỉ sau 10 phút thảo luận, hội đồng đã quyết định bỏ phiếu. Kết quả 11 phiếu thuận và một phiếu chống. Sau đó, họ đã phải nghiên cứu lại các tài liệu và tranh luận tiếp, mãi đến rạng sáng Chủ nhật mới bỏ phiếu lần thứ hai. 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, các bồi thẩm báo tin cho Mark McCook đang chờ ở phòng riêng của mình là hội đồng đã đi đến quyết định cuối cùng. Gần một giờ sau, khoảng 5 giờ 25 phút sáng Chủ nhật, 7, 6, phiên tòa lại tiếp tục. Tránh án Mark McCook yêu cầu mọi người im lặng và ra lệnh cho các bị cáo đứng dậy và quay mặt về phía bồi thẩm. Thành viên hội đồng Edwin Adler đọc bản án, tên đầu tiên là Luciano. Với một giọng gióng rạc Edwin đọc, "Có tội." Luciano tỏ ra không xúc động gì nhưng mãi sau này anh ta thú nhận, thật ra lúc đó, ruột gan tôi như lộn ngược hẳn lên, nhưng tôi không muốn bọn chó đẻ ấy thấy điều đó. Các bị cáo khác cũng bị tuyên án và mắc mất cúc ra lệnh là ngày 18 tháng 6, các tội nhân sẽ bị còng tay và bị đưa ngay đến một nơi an toàn trước khi vào nhà tù. 11 ngày sau, họ lại phải ra trước tòa. Tranh án Mark McCook bác bỏ một số kiến nghị của các luật sư bảo chữa nhằm kéo dài thời gian để chuẩn bị việc kháng án ông ta cũng bác bỏ đề nghị cho các tội nhân ký quỹ bảo lãnh để được tạm tha trong thời gian kháng án. Tranh án Mark McCook tuyên bố là bản án phải được thi hành ngay lập tức ngay sau khi tuyên đọc. Sau đó, Mark McCook tiếp tục đọc bản án, David Bettio, từ 20 đến 40 năm tù, Thomas Penocchio, 25 năm tù, James Frederico, 25 năm tù, Abe Warman, từ 15 đến 30 năm tù, Ralph Liguori. 7,5 năm đến 15 năm tù. Jesse Jacob, Benny Spiller, Meyer Bergman, chưa tuyên án. Dewey đã đề nghị như vậy nhằm thuyết phục họ làm nhân chứng trong những phiên tòa sau để đánh đổi lấy những bản án nhẹ hơn. Jack Ellenstein, từ 4 đến 8 năm tù. Peter Baliser và Ann 2 đến 4 năm tù. David Marcus, 3 đến 7 năm tù. Bây giờ mới đến lượt Luciano. Tránh án Mark McCook hỏi anh ta có muốn nói gì trước khi nghe bản án. Luciano quay lại hỏi Levi có nên nói không. Levi trả lời là tùy anh ta. Luciano đứng lên và nhìn vào mặt Mark McCook, Thưa ngài, tôi không cần nói gì cả mà chỉ nhắc lại rằng tôi vô tội. Mark McCook lắc đầu, đưa mắt nhìn Luciano một lần nữa và tuyên bố một hội đồng bồi thẩm thông minh, can đảm và công bằng đã kết luận anh có tội là đã đứng đầu điều khiển tất cả các tội ác này. Đó là những tội ác đang hoành hành ở New York và cả vùng lân cận. Điều đó đã quy vào anh mọi trách nhiệm pháp lý và đạo lý về mọi sự kiện tàn bạo của tất cả các bị cáo ở đây. Tôi đến đây không phải để trách móc anh vì không hề có một lý do nào để bào chữa cho hành vi của anh và không còn chút hy vọng nào để anh cải tạo, vì vậy mà trừng trị anh một cách thích đáng. Tiếp đó, Luciano bị tuyên án 30 đến 50 năm tù. Có lẽ đây là bản án nặng nhất chưa từng có về tội mại dâm. Luciano run lên nhưng rồi anh kiềm chế được mình người ta đã nói với tôi là tôi sẽ bị kết án nặng nhưng tôi không ngờ là nặng đến như vậy tôi vẫn nghĩ rằng vẫn còn chỗ để chúng tôi chống án cô lacott sẽ tìm được cách cứu tôi việc đứng ở chóc tòa và nghe một bản án như vậy là một điều khổ sở tôi có cảm giác như nghe một bản án trung thân nếu như may mắn sống và ra khỏi tù thì tôi đã trở thành một lão già khom còn nếu không thì tôi cũng chết trong tù phiên tòa kết thúc luciano tay bị còng bị cảnh sát dẫn ngay không chút kiêng nể đến nhà tù Sinh Sinh và sau đó đến nhà tù Danemora, ở phía bắc New York. Đó là nơi mà anh ta có thể sẽ sống từ 30 đến 50 năm tới. Sau khi ra khỏi tòa, Dewey đã tuyên bố với các nhà báo, đây không phải là một phiên tòa xử một tệ nạn xã hội, mà là một phiên tòa xử hệ thống tội ác có tổ chức. Việc kiểm soát hệ thống mại dâm ở New York chỉ là một nghề soàng nhất của các bị can. Tội tổ chức nạn mại dâm chỉ là một phương tiện để kết tội họ. Tôi biết rằng một số bị can thuộc loại trùm sò cùng với nhiều tội phạm khác dưới quyền chỉ huy của Luciano ngày càng kiểm soát chặt hệ thống buôn lậu ma túy, hệ thống bảo hiểm, hệ thống cho vay nợ nặng lãi, hệ thống sổ số, chữ hàng gian. Ngoài ra, một loạt những ngành công nghệ bất hợp pháp. Dewey thừa nhận rằng ông ta đã không đủ khả năng kết tội được Luciano về tất cả các việc làm ăn bất hợp pháp loại bự kể trên. Nên đành phải chụp anh ta ở khâu soàng nhất. Tất nhiên là tôi đã đọc toàn văn bài tuyên bố của Dewey. Sau khi đã ngồi trong tòa để nghe cả một lũ điếm rẻ tiền dồn tôi vào chân tường và nghe Mark, Mark Cúc tuyên bố một bản án gần như trung thân, tôi vẫn cảm thấy bực mình về thủ đoạn của Dewey hơn bất cứ một kẻ nào khác. Lão ta đã công khai thừa nhận ý đồ của lão là kết tội tôi cho kỳ được bằng bất cứ tội gì có thể làm được hắn biết rõ là tôi chẳng hề dính líu gì đến nạn mại dâm và cũng chẳng có quan hệ gì với bọn điếm ra làm nhân chứng. Bản thân hắn ta cũng chỉ là một thằng bợm hợp pháp. Hắn đã đâm một nhát dao vào lưng tôi, nếu như hắn đưa tôi ra tòa để xử về bất cứ việc nào tôi đã làm, kể cả tội giết người, có lẽ tôi đã coi hắn như một người trung thực. Khi tôi nghe những lời tuyên bố của Dewey sau phiên tòa, trong người tôi sôi lên sẽ có một ngày nào đó nỗi tức giận này sẽ bùng nổ và tôi sẽ có cách giải quyết của tôi. Như vậy, ngày 18 tháng 6 năm 1936, Luciano bắt đầu những năm ở tù. Ngày hôm sau, trong khi anh ta đang bị đối xử như một trọng phạm, thì 45.000 người ùn ùn kéo về sân vận động New York để chứng kiến trận đấu giữa hai võ sĩ hạng nặng mà người ta chờ đợi, Joe Louis võ sĩ trẻ của Detroit thường được gọi là quả bom nâu sẽ đấu với cựu quán quân thế giới người Đức, Max Kimling, người được coi như chướng ngại cuối cùng trên con đường của Joe Louis, tiến tới tột đỉnh vinh quang. Joe Louis đã không vượt qua được chướng ngại đó. Smelling đã tìm ra một nhược điểm của anh và đã cho anh đo ván ở hiệp thứ 12. Tôi vẫn nghĩ rằng thế nào tôi cũng được xem trận đấu này. Đó là trận đấu mà tôi chờ đợi. Thậm chí tôi đã mua sẵn cả một tập vé ngay ở những hàng đầu ấy thế mà đêm nay tôi ngồi trong tù vừa theo dõi trận đấu qua đài vừa suy nghĩ về số phận đang chờ mình và võ sĩ nào sẽ thắng trong trận này điều đó không còn quan trọng đối với tôi